kính thưa quý vị, có tin đồn rằng Hồng Phượng, cô sáu sẽ xuống nước qua nhà xin hòa giải thành công, không điều kiện, mong sẽ trở lại đi hát. Mới đây trên mạng xã hội đã có những thông tin khiến cho cộng đồng mạng xôn xao, đó là phía Hồng Phượng xin hòa giải với Hồng Loan và dừng lại mọi việc để yên ổn trong cuộc sống. Hồng Phượng cũng mong muốn trở lại với con đường nghệ thuật để được bước ra sân khấu hát để phục vụ cho khán giả cũng như chạy show kiếm tiền để lo cho gia đình. Sau khi những thông tin này được tung ra thì một số khán giả bên phía của Hồng Loan đã hơi hoang mang, không biết thực hư sẽ như thế nào. Có một số khán giả đã để lại chia sẻ cộng đồng mạng cần drama này đi tới nơi tới chốn để cho cộng đồng mạng thấy kết quả cuối cùng của quả báo trả giá cho sự tham lam của mẹ con nhà Phượng nên ủng hộ Loan làm tới cùng nếu mà phía Loan đồng ý yêu cầu hòa giải thì đồng nghĩa là sẽ mất đi sự yêu thương ủng hộ của cộng đồng mạng bấy lâu nay. Bởi cái mà cộng đồng mạng cần nhất không phải là lời cảm ơn hay biết ơn của Hồng Loan mà cộng đồng mạng cần là kết quả. Chỉ khi nào kết quả thỏa đáng thì Hồng Loan bùm bung thành Mỹ và gia đình nhỏ của Hồng Loan mới được cuộc sống an ổn, đừng nhẹ dạ mà đồng ý rồi sẽ nuôi ông tay áo nuôi khỉ dần nhà những con người đầy mưu mô, mô kia cũng là những người thân nhưng thà không có còn hơn bởi ngay từ đầu họ đã không còn coi loan là người nhà của mình loan hãy yên tâm và đưa vụ này tới hồi kết cộng đồng mạng sẽ ủng hộ hồng loan đến cùng còn nếu ngược lại nếu chấp nhận hòa giải thì tất cả như công không đổ sông đổ biển những cá nhân quá khích khi hụt hẫn thất vọng sẽ không kiềm chế được cũng như chả ai biết được họ sẽ làm những gì để phản bác còn riêng phần những quản kỳ viên của nhóm yêu thương hồng loan sẽ chính thức từ bỏ ủng hộ yêu thương loan theo cách của chúng tôi đó là im lặng đổi mục tiêu của nhóm thành nhóm tưởng nhớ về cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh đó cũng coi như là nhắc nhở kỷ niệm mấy tháng qua của nhau những kỷ niệm liên quan đến loan sẽ không còn được tồn tại nữa không còn những lần chia sẻ bài viết những hình ảnh không còn những lần kêu gọi cày view kêu gọi ủng hộ shop nữa drama sẽ chính thức khép lại với chúng tôi nhưng còn riêng những cá nhân khác, những nhóm khác sẽ dậy sống như thế nào, chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường và có lẽ nghiêm trọng đến mức từ phan chân chính sẽ trở thành anti-fan, lon mà mắc mu của mẹ con nhà Hồng Phượng thì sự nghiệp, cuộc sống của bản thân sẽ khó giữ, huống chi là tài sản của ba lon để lại họ sẽ trở về và lấy tất cả, đó là những lời chia sẻ của một vị khán giả. Sau khi những thông tin đó được đưa lên, thì ý kiến chia sẻ của nghệ sĩ Lê Tính đã thay chị Ni thông báo rất rõ như sau. Thông báo Nguyễn Thị Minh Thái, tức chị Ni, người đại diện chính thức, duy nhất và hợp pháp, được xác nhận của các cơ quan chức năng tại địa phương của Võ Thị Hồng Loan sẽ không phản biện trả lời những nít ảo trên các nền tảng mạng xã hội không rõ nguồn gốc nhân thân nếu phượng võ thị hồng nhung ngô long hồ có bất cứ thắc mắc gì về việc chủ quyền tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh việc yêu cầu sao kê các khoản tiền liên quan tới đám tang của cố nghệ sĩ vũ linh thì xin trực tiếp liên lạc bằng điện thoại nhắn tin hoặc đối chất trực tiếp tại căn nhà số 5, đoàn thị điểm sẽ có câu trả lời dành cho quý vị nếu quý cộng đồng mạng có bất cứ thông tin gì về việc du khống xâm phạm xúc phạm danh dự của võ thị hồng loan và tôi từ những người đã nêu tên xin cung cấp chúng tôi làm bằng chứng tố cáo tội phạm nhờ pháp luật xử lý xin đừng chuyển những thông tin từ những ních ảo vì chúng tôi đã nhờ an ninh mạng theo dõi và điều tra nên không cần thu thập chứng cứ thay mặt võ thị hồng loan con gái hợp pháp và duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chân thành cảm ơn quý cộng đồng mạng trên toàn thế giới đã đồng hành và ủng hộ Hồng Loan và gia đình suốt thời gian qua. Chân thành tri ân trước khi tiếp tục hành trình vạch mặt chỉ tên và lên án toàn bộ tập đoàn thầu đám tang xin nhắc lại một lần nữa và sẽ không lặp lại những điều này một lần nào nữa thông tin đồng ý hòa giải giữa hai bên là hoàn toàn bịa đặt nhằm gây chia rẽ giữa ni và hồng loan và quý cộng đồng mạng Trước tiên là Nhi Hugo vì Status sẽ tổ chức buổi tiệc hòa giải giữa Hồng Loan và Hồng Phượng, ngáo tư cách. Sau đó, Lưu Văn Bình viết một bài hịch dài 8 trang đánh tráo khái niệm cho rằng cộng đồng mạng đang là nạn nhân và đang bị Hồng Loan lợi dụng. Suy luận tiếp theo là cho đồng bọn thiểu năng trà trộn vào các nhóm group đang ủng hộ Hồng Loan, tung tin là đi và Hồng Loan đã đồng ý thỏa thuận. Mặc dù đã đính chính thông tin nhiều lần nhưng vẫn cố tình dẫn dắt dư luận bằng những bình luận và status như chán nản, thất vọng, hối tiếc. Ngáo chiêu trò, cuối cùng là trò quá phép, biến hình từ tà sang chánh, từ ác sang hiền, từ cám sang tấm, từ thủ đoạn thành nạn nhân, từ hồng phượng muôn mô xảo quyệt, thành hồng loan hiền lành, chân chất, bài bản, lớp lan, kỹ lưỡng, logic. Nhưng kết quả, cộng đồng mạng xem xong, chẳng những không vỗ tay, mà còn cười nhếch mép. Đó là trò con nít, khẳng định lần cuối cùng bằng bình luận của chị Ni, người đại diện phát ngôn hợp pháp của Hồng Loan không hòa giải, không thỏa thuận riêng. Tôi từ nay sẽ kêu thẳng tên, người thật, diệt thật, để viết bài, tránh những câu hỏi ngu ngơ như chú ơi, chú nói ai vậy, chú ơi, người này là ai, con không biết, hoặc chú ơi, dám kêu tên người ta ra không. Ví dụ như cá bãi màu thì sẽ gọi thẳng là My Xuân Thiện, youtuber giờ là Nguyễn Đăng, Lê cao thì sẽ gọi đích danh là Lê Thị Hồng Phượng. Xí xí bà bà thì sẽ kêu thẳng Võ Thị Hồng Nhung Quần Hồng Mông Vảnh sẽ gọi thẳng là Ngô Long Hồ còn con cúp bế ăn Tết xa nhà nên không cần gọi. Ai muốn kiện cáo cứ thoải mái, tự nhiên, chỉ cần hội đủ các điều kiện sau. Một visa nhập cảnh Mỹ do Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam cấp. Một vé máy bay khứ hồi Mỹ, Việt Nam, Mỹ, tiền ăn ở, sinh hoạt, thuê nhà từ 1 tới 3 năm tại Mỹ để chờ tòa xử xong vụ kiện. Nếu thắng kiện là được bồi thường danh dự, thời gian sẽ ở lâu hơn 20 tới 30 năm vì sẽ trả góp mỗi tháng maximum 20 đô la Mỹ một bằng gốc quốc tịch chứng nhận là công dân Hoa Kỳ và các bằng chứng là người cư trú ở Mỹ trên 5 năm, bưu điện thoại, bill ga, nước, điện, hợp đồng thuê nhà và thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng. Kính mong quý cộng đồng mạng từ nay đừng quan tâm tới những thông tin bịa đặt từ các hồn ma quốc vưỡng. Mọi thông tin xin cập nhật từ người đại diện và phát ngôn hợp pháp của Võ Thị Hồng Loan và hai vị luật sư trân trọng. Chị Ni cũng để lại bình luận dưới bài đăng của nghệ sĩ Lê Tính. Còn gì đâu mà hòa với giải nữa anh. Để em hốt nước ngắm dưới lòng đất, đổ đầy vào lệ ly à. Nghe mắt cười vãi ra, em nói hồng Loan rồi. Cứ lo cho mấy đứa nhỏ, lo chết tin nhắn, buôn bán, mọi thứ ngoài lề bỏ ngoài tay. Để tụi nó, múa tự nó dãy đạch đạch. Nghệ sĩ Lê Tính nói rất hay, chuyện của hồng Loan bây giờ không chỉ còn là chuyện đơn thần của cá nhân nữa, mà nó đã trở thành chuyện của xã hội, chuyện của công chúng trong suốt thời gian dài vừa qua. Hồng Loan sẽ không bao giờ chấp nhận hòa giải, bởi vì trước mặt Hồng Loan còn có cả khối vạn trăm ngàn triệu triệu người đặt trọn niềm tin. Vào Hồng Loan, sự kiên quyết, không nhân nhượng, không hòa giải để cộng đồng mạng được thỏa mãn niềm vui mà tiêu diệt, loại trừ đi cái gian tà, mưu mô, xảo quyệt cho lòng tham vô đáy, mua sự tại nhân, thành bại tại thiên, người tính không bằng trời tính. Mấy năm trời ấp ủ âm mưu chiến lược và chờ đợi thời cơ, đến ngày Hoàng đế Băng Hà thì các gian thần sẽ phất cờ tạo khoản muốn chiếm đoạt hết cả cơ đồ giang sơn xã tắc mà hoàng thượng vũ linh đã gây dựng đồng thời các dân thần phản tặc cũng muốn thay đổi triều đại họ võ thành lập triều đại mới họ lê để thống trị nhưng không được lòng dân ủng hộ nên mọi kế hoạch đều bị thất bại và một khi lòng tham vô đáy đã lên tới tột đỉnh thì họ sẽ không còn biết nhận định bản thân mình đã và đang làm gì họ cũng không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, sự việc này có nên làm hay không, mình đang làm có trái với lương thường, đạo lý, truyền thống của con người hay không. Họ nghĩ rằng Hồng Loan sẽ đơn thân độc mã, họ sẽ quá dễ dàng để áp đảo tinh thần của Hồng Loan, để Hồng Loan ra đi, và họ cho rằng mọi người sẽ không bao giờ tán thành ủng hộ Hồng Loan. Chiến lược này có thể gọi là chu toàn, kỹ lưỡng, từng đường đi nước bước, nhưng không được hoàn hảo thập toàn, bởi vì có bàn tay cao ấn của ông Trùm, Vũ Linh, mặc dù ông ấy đã ra đi, nhưng trước đó ông đã đi một nước cờ đánh trả lại thiên la địa vọng của bọn họ